Xin chào mấy bạn, xin chào toàn thể và anh chị em thân mến. Xin trang mà YouTuber của Nguyễn Tuấn, một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì cũng bắt đầu cũng mà có cái lòng và nó mà chia sẻ cho anh chị em vài câu chuyện trong Tịnh Thất Bồng Lai. Thì thứ hai nữa thì Nguyễn Tuấn thì cũng gửi cho anh hiện bây giờ cũng đang làm kênh YouTube, anh đó tên là Hiển Pháp, anh đó tên là Hiển Pháp. Cái kênh ảnh chút xíu nữa thì Nguyễn Tuấn thì sẽ nói về mà ảnh. Thì Nguyễn Tuấn thì nói rằng thì gần đây thì trong câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai thì cũng đang mà xôn xao, thì cũng rất là nhiều người đang mà quan tâm. Thì có người thì đưa ra những câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai này và chưa được nó tìm hiểu đúng sự thật, chưa được tìm hiểu nguyên nhân là như thế nào đó. Thì đưa cho mà Tịnh Thất Bồng Lai đi nó quá xa đó. Rồi xem họ là như thế nào đó. Có nhiều người thì nói Tịnh Thất Bồng Lai thì tu giả, thì nói mà thầy ông nội thì có mà 7-8 người vợ đó. Rồi có người nói thì 5 đứa trẻ đó là con của chất thi thầy đó. Bây giờ Nguyễn Tuấn nói rằng những mà thông tin đó thì mấy bạn đưa ra toàn là nó mà bịa đặt, mấy bạn là quy chụp cho họ thôi. Thông tin đó mấy bạn đó, xem ở trên trang đài nào đó, những mà video nào đó thì mấy bạn nghe lời mà theo họ, rồi thì mấy bạn mà nói xấu lại mà trong Tịnh Thất Bồng Lai. Thì Nguyễn Tuấn thấy rằng mấy bạn làm như vậy là không có đúng, đi hoàn toàn là nó sai hết đó. Tại vì gần đây thì nam đứa tiểu này thì cũng đang mà thi mà thách thức danh hài thì cũng đạt giải thì cũng rất là cao đó. Rồi những người mà trong nước và ngoài nước và khán giả thì cũng có rất là nhiều người ta rất là ủng hộ họ đó. Người ta cũng rất là mến nam tiểu này, thi diễn và cũng rất là hay và quan tâm rất là nhiều. Thì những các sư thầy ông chổng và thầy ông nội thì cũng đang mà lặn xuống. Người ta thì trong chùa hiện ta cũng đang mà lặn xuống thì người ta không bao giờ nói nữa đó. Thì mấy bạn đừng có ngồi đó mà mấy bạn mà đứng lên nè, mấy bạn mà moi móc chuyện Tịnh Thất Bồng Lai ra chi. Mấy bạn làm như vậy là không có đúng, mấy bạn làm như vậy là y gan là mấy bạn mà hoạch lá mà nó mà tìm sâu vậy, hoạch lá mà nó tìm mà sâu chi, đúng không? Mấy bạn thì coi những video nào đó trên mà mạng thì cũng rất là đầy, nhưng mà mấy bạn phải tìm hiểu đúng nguyên do tại sao mà như vậy. Thì mấy bạn chưa xem mà video nào đó chưa được chính xác, rồi mấy bạn đứng lên đây rồi mấy bạn xuyên tạc người ta, mấy bạn mà nói họ kia đồn đó. Ủa, lúc đó thì mấy bạn cũng mà hâm mộ những mà trong Tịnh Thất Bồng Lai mà cũng rất là nhiều lắm mà, đúng không? Rồi bây giờ rồi mấy bạn quay lại rồi mấy bạn là cho họ là kia đồn, nói xấu họ kia đồn, rồi mấy bạn mà quay chụp họ kia đồn đó. Mấy bạn làm như vậy chi, đúng không? Mấy bạn cũng từng mà hâm mộ trong Tịnh Thất Bồng Lai và mấy bạn cũng từng mà mến những nam chú tiểu đó, đúng không? Bây giờ mà mấy bạn mà thấy họ như vậy rồi cái độ mấy bạn đứng lên, mấy bạn rồi mấy bạn mà hạ đạp người ta xuống đó. Mấy bạn làm như vậy đó, là nói chung tại vì nó không có đúng. Mấy bạn làm vậy là đi con đường là nó quá sai đó. Thầy ông nội đã mà im lặng. Thứ hai, những các chị thầy ông chổng người ta cũng là ngồi đó người ta mà im lặng. nhưng mà người ta không bao giờ nói đụng chạm gì những mấy bạn hết. Nhưng mà mấy bạn đừng có nên mà nó mà moi móc là chuyện của người ta. Rồi cái thứ hai này nữa nè, thì em cũng là chia sẻ về cho một anh, cái anh đó tên là cũng là Hiển Pháp, hiện giờ cũng đang làm kênh trang YouTube đó. Nhưng mà em cũng có coi clip anh cỡ mà 2-3 clip anh rồi, anh mà Hiển Pháp. Bây giờ em gửi mà video này cho anh Hiển Pháp nha, và em cũng chia sẻ cho anh như này. Anh Hiển Pháp, em hỏi anh như thế này: anh có tìm hiểu về câu chuyện mà Tịnh Thất Bồng Lai có đúng hay không? Một, anh muốn tìm hiểu về câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai thì anh phải đi đến chỗ trong Tịnh Thất Bồng Lai và những các chi hệ ông chổng người ta nói như thế nào, và cho mà anh nghe như mà thế nào, và anh tìm hiểu nguyên do cho đúng cho chính xác nhé. Thì lúc đó thì anh mới nói như thế nào được, như ra sau thì rồi cái đằng này thì anh chưa tìm hiểu nguyên do Tịnh Thất Bồng Lai ra như thế nào, nhưng mà anh dám mà anh đứng lên, anh đứng mà nó cả ghen, anh đứng lên đầu anh mà bôi bác họ, anh mà nó mà quy chụp họ là như thế nào, anh đứng lên thì anh mà nói xấu họ rất là nó đủ điều, quy chụp họ đó, là đầy đó. Anh nghe một những mà đoạn video nào đó em không biết, nhưng mà cái video đó là nó của ai, nhưng mà anh dám đứng lên thì anh nói là trong Tịnh Thất Bồng Lai này thì gạt kỳ đồ, gạt người kỳ đồ thì đó. Em không biết mà anh hiểu như thế nào luôn á. Anh mà cái Hiển Pháp, Thiện Pháp, anh lấy tên rất là đẹp. Thiện là làm những điều mà việc thiện, Pháp là pháp, phải không? Nhưng mà anh lấy tên mà Hiển Pháp, nhưng mà tên cũng rất là đẹp, nhưng mà trong lòng anh á, toàn chứa những điều mà gươm đao không, mà chứa những điều mà gươm đao rất là bén. Nhưng mà anh nói chuyện gì ra, anh phun ra những lời nói của anh đó là quy chụp cho họ cũng rất là nhiều đó. Anh muốn mà hạ đạp người ta xuống không à. Em nói anh thế này, anh mà Thiện Pháp, anh làm video tìm hiểu cho đúng sự thật, cho đúng nguyên nhân, đừng có mà nhìn một góc nào đó, đi về một góc nào đó, mà nghiêng vào cái đường nào đó. Đừng có nghiêng về những một phía nào đó, thì làm như vậy là nó mà không có đúng. Nhưng mà mình phải đứng ở chính giữa, mình phải tìm hiểu nguyên do tại sao có nhiều người mà ganh ghét trong Tịnh Thất Bồng Lai này, có người mà nói họ như mà thế nào, mình phải tìm hiểu là nguyên do, đúng không? Nhưng mà mình đừng thấy họ như vậy mà mình phải đứng lên mình chửi họ khi đồ. Nhưng mà anh làm như vậy em thấy hoàn toàn là sai chặt hết trơn rồi. Anh làm như vậy là không có đúng đâu. Nhưng mà anh lấy tên mà Thiện Pháp là em thấy là hoàn toàn là nó sai lầm cho anh lắm á. Em nói thiệt luôn á. Anh phải lấy tên là Lý Hồng mới đúng á. Anh á, em đặt tên cho anh là Lý Hồng là mới là vừa. Tại sao không? Lý Hồng không? Lý Hồng toàn là ganh ghét mà gươm đao trung bình không, mà đi xuyên tạc, đi mà móc mối, và đi mà chuyện mà riêng tư người khác không, mà tối ngày mà đi mà nói chuyện riêng tư của người khác, rồi móc mối, rồi trong mà chuyện Tịnh Thất Bồng Lai như mà thế nào, họ làm cái gì như thế nào thì anh đứng lên đầu anh mà nó xuyên tạc họ. Nhưng mà y gan là em thấy anh y gan là anh mà nằm ngủ ở dưới mà cái giường, ở dưới giường mà ngầm á, y gan là anh muốn chui ở dưới sàn á, anh ở dưới sàn á, cái đầu anh mà thấy họ làm những chuyện gì cái đầu anh đứng lên, cái đầu anh nói đó. Anh làm như vậy là hoàn toàn là sai thật, là nó không có đúng đâu. bây giờ là em nói anh thế này, anh phải mà tìm hiểu nguyên do lại như thế nào rồi anh hãy nói nha. Bây giờ trên mà trang YouTube của anh, những mà mấy người khác á, thì cũng rất là đầy. Tại sao có nhiều người ganh ghét mà trong Tịnh Thất Bồng Lai, có người mà đứng lên mà xuyên tạc Tịnh Thất Bồng Lai đó, cũng rất là đầy. Nhưng mà những mấy người đó em thấy rằng là sai hoàn toàn chưa hết. Bây giờ mạng mà, bây giờ họ muốn nói ai nói mà, nó đúng không? Mạng xã hội mà, bây giờ là mình muốn nói ai nói đó, bây giờ nói chỗ đã mà nguyên cái miệng mình thôi, cái đầu mình đưa lên. Theo em nghĩ rằng nói người ta được cho đã đúng không? Sau này coi chừng mà bị gặp mà quả báo đó. Nói cho đã thì nói, nhưng mà sau này gặp quả báo cho mình. Mình nói thì nói, nhưng sau này còn để mà trái đất, sau này mình còn để được mà đức cho mà con cháu mình nữa, cái đức cho con cháu của mình rồi sau này như thế nào. Chứ mà đừng nói như mà ngày hôm nay rồi sau lưng mình đó, sau này không có bị gì hết, đúng không? Nhân quả nhanh đó, nhân quả mình nói họ hôm nay, sau lưng này ngày hôm sau và sẽ có người và nói mình lại thôi đó. Gieo mà nhân nào thì gặp mà quả báo nấy. Thì cái clip này thì em gửi cho anh mà Hiển Pháp, anh hãy và xem lại kỹ lại cho mình, đừng có đi con đường mình quá sai lầm và đừng đi những con đường mình gây thêm nữa. Anh làm như vậy là không có đúng đâu, hoàn toàn. Những câu nói của anh và những từ mà phát ngôn của anh trong miệng mà đưa ra thì anh đưa ra những video nào đó xem không có chính xác rồi anh đứng lên rồi anh quy chụp họ đó, em thấy hoàn toàn là sai sự thật hết. Thì nói chung á, thì anh phải dừng lại và anh phải tìm hiểu nguyên do, đừng đi con đường mình mà quát xe đổ mình nữa, hoàn toàn là sai chứ hả. Thì mong rằng những mấy bạn nào xem video này nếu mà có mà hiểu được và những mà mình nói thì cho mình một lời mà nhận xét. Thứ hai thì nhấn nút và nó đăng ký vô mình đó. Thì mình chào mấy bạn, chào toàn thể và anh chị em, và chúc mấy anh chị em mình một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc. Mấy bài anh chị em nghe.